ai bỏ đứa bé đây vậy trời? Nín đi con, nín đi con. Anh bảo vệ ơi, anh bảo vệ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, mới sáng em đi lượm dây chai ngang qua đây nè, rồi em thấy ai vứt đứa bé ở đây trước cổng bệnh viện á. Thiệt chứ, mới sáng sớm đã thấy chuyện này rồi. Giờ mình phải làm sao đây anh? Tôi cũng biết phải làm sao nữa, nhưng mà mấy cái chuyện vậy xảy ra thường xuyên dữ lắm. Hay là cô đưa bé lên phường đi. Em lên phường rồi người ta có tìm được ba mẹ cho nó không? Thường thì mấy trường hợp này cha mẹ không có nhận lại đâu. Công an phường người ta sẽ bàn giao cho bên chị mồ côi á. Vậy thôi, để tôi đem nó về nhà cho nó uống sữa, chứ nó đói nó khóc quá trời luôn. Anh cho tôi một cái viết đi. Nè. Dạ đây nè, đây là địa chỉ với lại số điện thoại của tôi. Nếu như mà ba mẹ của em bé hay là công an phường có hỏi á, anh đưa cái này cho họ nha. Được rồi, để tôi đưa cho. Mà nè, tôi thấy cô cũng cực khổ muốn chết luôn á. Tự nhiên cô ôm rơm chi cho nặng bụng vậy? Tại vì tôi thấy nó còn nhỏ, tôi xót quá à. Thôi tôi về trước nha. Cái thời buổi này chán quá, thanh niên cứ ăn chơi chát tán xong đẻ con, đẻ con ra không có tí xíu trách nhiệm gì hết, dục đi. Nhiều khi người ngoài người ta thấy người ta xót, vậy mà cha mẹ đành lòng bỏ, hay thiệt á. Gái nữa làm cái dáng gì kỳ vậy? Đâu. Rồi kêu cắm vào cơm, cắm chưa? Con cắm rồi, mày làm như con làm biếng lắm vậy á. Cắm rồi. Rồi cắm xong ghim điện vô. Định độc lạ Bình Dương hay gì? Con quên xíu, mày làm gì mày la con hoài luôn á. Trời ơi, rồi ở đâu có cái ngữ con cái á, mẹ nói một câu con cái trả lời lại cho em nhẽm một câu vậy đó hả? Mà suốt ngày sao con làm gì hết vậy? Ăn với ngủ rồi lướt tóp tóp không vậy hả? Thì ai bị hồi nhỏ giờ mẹ có chiều con hoài vậy? Con hư là tại mẹ. Đúng rồi, tôi không biết sao năm đó mà tôi rước cái của nợ này về tôi nuôi nữa. Thì lúc đó mẹ nói là mẹ thấy con dễ thương quá rồi, cái mẹ yêu con luôn. Sao cái mẹ nuôi con? Thôi đi cô, đừng có dẻo miệng quá. Mẹ có nào? Mẹ con học số 1. Ủa? Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. Cô có phải là cô Phượng không? Tôi là Phượng nè, chị là... Con là Hoàng hả? Dạ. Tôi là mẹ ruột của bé Hoàng nè. Chị ngồi đi, rồi mình nói chuyện sau nha. Câu chuyện là như vậy nè. 16 năm trước tôi có thai bé, nhưng mà không được cha nó nhận. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, tôi không có tiền bạc mà cũng không có công ăn việc làm nữa, nên tôi không nuôi nổi con mình. Tôi buộc lòng phải để bé trước cổng bệnh viện để mong có một người hảo tâm người ta nhận nuôi bé. Cũng may là nhờ mảnh giấy mà cô Phượng để lại cho người bảo vệ nên tôi mới biết mà tìm đến đây. Đây, đây là mảnh giấy khai sinh để chứng minh thân phận của bé đó. Con ơi, con đừng có giận mẹ nghe. Mẹ mua nhiều quà đắt tiền cho con lắm nè. Mẹ xin lỗi con vì năm xưa đã bỏ rơi con. Con nhận cho mẹ vui nha con. Mày bị điên hả? Mười mấy năm chờ mày bỏ rơi tôi, bây giờ mày đem cái đống này tới, mày muốn tôi phải nhận mày hả? Tôi nói giờ biết tôi không công. Tôi chỉ có một duy nhất là một người mẹ thôi, không phải là bà đâu. Cô ơi,
cô cũng hiểu là một người mẹ đơn thân thì nó khổ như thế nào mà. Đúng không? Cô thông cảm cho tôi. Cô cho tôi nhận bé về nghe cô. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là một số tiền lớn tôi trả ơn cô đã nuôi con tôi bao nhiêu năm nay. Cô nhận giùm đi. Rồi cô coi nó đủ chưa. Nếu mà chưa đủ á thì cô nói thêm. Rồi cô muốn đòi cái gì cô cứ nói, tôi chấp nhận hết. Miễn sao là hoàn về với tôi là được rồi. Chị nói chị hiểu là mẹ đơn thân vất vả như thế nào, mà tôi xem ra chị không hiểu gì hết á. Tôi nuôi con bé Hoàng á không phải vì đồng xu cắt bạc nào của chị đâu. Mời chị về cho. Nhưng mà bà nghe mẹ của tôi nói gì chưa? Bà bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Bà đi về. Chị định làm gì vậy? Cô nói tôi nghe coi, cô kiếm được bao nhiêu đồng bạc lẻ từ cái mớ ve chai này vậy mà cô nỡ lòng nào? Cô định để con tôi sau này đến theo cái nghề của cô vậy hả? Đó là chuyện của mẹ con tôi, không cần chị quan tâm. Nhưng mà nó là con ruột của tôi muốn con tôi được sống cạnh tôi. Cô à, cô nói cô thương nó thì cô phải nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho nó chứ. Con Hoàng nó cũng lớn rồi, nó sẽ tự quyết định được. Nếu như nó muốn về với chị á, tôi sẽ để nó về, tôi không có cản nó đâu. Nhưng nếu như mà nó không có muốn về với chị á, chị có làm cách nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Nè, cô suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời tôi. Tôi báo cho cô biết, nếu như mà cô vẫn giữ thái độ đó thì cô coi chừng, tôi sẽ làm cho cô á không những là không có miếng ăn hàng ngày mà có thể là cái nghề ve chai này nè cô cũng không được làm nữa đó, hiểu chưa? Con Hoàng nó là con ruột của chị đó. Chị đã nhẫn tâm bỏ nó hết một lần rồi, bây giờ chị định hại nó nữa hay gì? Ủa mẹ, có chuyện gì vậy? Còn bà, sao bà có mặt ở đây? Tôi đã nói là bà không được xuất hiện trước mặt mẹ con tôi rồi mà. Hoàng ơi, con... Bà không có tư cách làm mẹ của tôi đâu. Mình đi về mẹ. Để con. Hoàng, mình làm vậy là sai rồi sao? May mà bác sĩ nói mẹ tôi không sao, nếu không tôi không tha thứ cho bà đâu. Cô Phượng ơi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô nha. Tất cả lỗi lầm là do tôi gây ra hết. Con ơi, mẹ làm như vậy chẳng qua là tại vì mẹ muốn ở với mẹ mà. Mẹ hết đau chưa mẹ? Từ từ thôi mẹ. Từ từ thôi. Mẹ không có sao. Hơi đau một xíu à. Mà so với việc mẹ bị mày làm cho nhức đầu cả ngày á, cái này còn nhẹ lắm. Cô Phượng, tôi xin lỗi cô. Lỗi này là của tôi hết. Cô đừng có giận tôi nha. Nè, con đừng có gay gắt với bà nữa. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của con mà. Con không còn người mẹ như vậy đâu. Hoàng, nghe mẹ nói nè, không có người phụ nữ nào muốn bỏ con mình cả. Nó đau như là ai cắt từng cục ruột của mình vậy đó. Cũng như bà ta nói, đôi khi á chúng ta bị dòng đời xô đẩy mà con. Lúc đó thay vì á bà ta với con đều chịu chết đói thì bà chọn cái cách là bỏ con đi để cho con có hy vọng được sống. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi. Con, mẹ xin lỗi con. Chẳng qua là mẹ muốn những chuyện quá khứ với những sai lầm của bà ngày xưa tôi không muốn nhắc nữa. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn sống với mẹ Phượng thôi. Bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, cần người đỡ đòn chăm sóc mẹ. Còn bà, còn cô, nếu như cô thật sự coi tôi là con gái của cô á thì thỉnh thoảng cô có thể qua đây thăm tôi. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đón nhận tình cảm của cô
rồi gọi cô bằng mẹ. Cô có muốn như vậy không? Muốn. Mẹ rất muốn như vậy. Mẹ hứa, mẹ hứa là mẹ sẽ chu cấp cho con, lo lắng cho con chu đáo. À không, mẹ sẽ lo lắng chu cấp cho hai mẹ con đàng hoàng. Mẹ mừng lắm, cảm ơn con. Chỉ cần cô tử tế với mẹ nuôi của tôi sẽ xem cô là mẹ.